Đây hướng dẫn chú khởi động luôn này. Đây chú nhá, bật lên này. Giật lên này. Đây phê về nó không có giật nhá. Đúng. Khi muốn nổ thì chú ga lên này. Ga lên này nhá. Ga lên mới nổ nhá. Tắt gạt về hết là nó tắt này. Đấy, ga lên nó nổ này. Chú ơi, số nó có 3 số chú nhá. Số này số 0 này, số 1 này là chậm này, nhanh là số 2 này, được chưa? Còn mình muốn lùi là mình cho ra đằng trước này, chưa? Đấy, còn lúc mình nổ là mình để đằng trước này. Mình đẩy cái le này xuống rồi cho ga nó lên một tí là giật được. Giật cái con nổ này xuống này. Giật cho khoảng 3-4 phát này. Các thợ làm luôn đi đấy. Đấy, giờ giật luôn đây, đấy. Giật cho cháu coi. Không, không, chú dẫm chân vào đây. Đấy, chú đè không, từ từ. Đây, cháu hướng dẫn lại chú nhá. Nhìn cháu này, để chân ở đây này. Đè này, đè cái này nhá. Đấy, giật. Khi mình muốn nổ là phải ấn nó xuống được. Mà nó ấn này nó không ăn thì mình phải dí phát thế này. Đấy, bắt đầu thì mình mới thả tay mình giật. Cái này lúc nào nó cũng phải nằm phía dưới thì mình mới giật được, còn không là nó cứng, không giật được đâu. Đấy, dễ nổ quá. Ví dụ như chú muốn đi nhá. Bây giờ là này. Bây giờ có 1 này. Đúng không? Chú ấn cái này nó đi nhá. Từ từ anh ơi. Nó có chuyển hướng đấy, có cái nó tự quay được. Đất mình chơi vẫn hơi đứt. Giờ gáo tí nữa thì sới nó tung luôn. Chúng ta là chúng ta đáy xuống và nó đang đứng một chỗ. Đấy.